Xin chào các bạn, tôi là Trung và ở trong video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách để có thể tạo ra được hình ẩn trong hình ở trong Stable Diffusion hoặc là tạo ra chữ ở trong hình ở trong Stable Diffusion. Và cách làm như sau. Đầu tiên, đó chính là chúng ta sẽ cần phải tạo ra một cái chữ chúng ta muốn. À, tôi lấy ví dụ như tôi muốn tạo ra một chữ đó là chữ Việt Nam. Thì có rất nhiều cách để tạo và bạn có thể lên Canva nhưng cách đơn giản nhất bạn có thể vào cái website À, tôi đã để ở trong cái phần mô tả này text to image sau đó bạn sẽ gõ chữ Việt Nam à, các bạn cần phải nhớ đó chính là chúng ta sẽ cần phải để cho cái nền của nó là màu đen được chưa và chữ Việt Nam thì sẽ là màu trắng sau đó bạn à, có thể phóng to kích thước bạn muốn à, ở đây thì tôi sẽ viết hoa hết để cho hình ảnh được đẹp nhất Rồi và đương nhiên là bạn vẫn có thể điều chỉnh được cái kiểu chữ sao cho nhìn nó đẹp nhất à, Tôi khá là thích kiểu này Nhìn nó rất là to đẹp, vạm vỡ Ok, great Rồi Và bây giờ tôi sẽ bấm vào chữ download PNG Sau đó thì bạn sẽ lưu vào ở trong cái thư mục của mình nhé Bấm vào chữ save ở đây Bởi vì tôi đã có rồi Đây, tôi đã có rồi Cancel Um, sau đó thì bạn mở stable diffusion lên. Thì ở đây tôi sẽ chọn phiên bản model đó là Realistic Vision 5.1 được chưa ạ? Dạ. Và một cái phần rất quan trọng ở đây đó là bạn cần phải tải cái model của ControlNet đó là Control QR code master thì đường link của cái control này tôi sẽ để ở trong phần mô tả. Ok như vậy là bạn đã đầy đủ các yếu tố rồi. Và bạn sẽ tải cái chữ Việt Nam lên ở trong phần ControlNet này sau đó bạn bấm vào chữ enable tích vào chữ pixel perfect sau đó ở phần control type bạn sẽ để phần processor là nan model là control monster ở đây ở phần control way thì bạn có thể thử nghiệm với nhiều con số và một trong những con số mà tôi thấy nó mang lại kết quả rất là tốt đó chính là 1.2 rất là đơn giản đúng không ạ rồi quay lên trên này ở phần thông thường thì tôi sẽ bấm vào chữ cái nút tích xanh này để làm gì để mà cho cái chữ của các bạn ấy khi mà tạo ra hình thì nó không bị bị cắt vào chữ để đúng kích thước nhất Tôi lấy ví dụ như cái này là uh, kích thước đúng này đúng không ạ Đó rồi nếu như bạn mà là tạo nhỏ hơn thì chắc chắn là rằng ảnh của bạn nó sẽ cắt vào cái chữ này Ok rồi sau đó thì bạn đương nhiên bạn có thể điều chỉnh kích thước to hơn Ví dụ tôi lấy để cái hình này Ok rồi và phần sampling method tôi sẽ để là LA Phần sampling step tôi sẽ để 40 phần text bạn có thể tạo ra bất cứ một cái hình ảnh nào bạn muốn mà cái chữ của mình sẽ hiện lên tôi lấy ví dụ như tôi chọn là vịnh hạ long tôi gọi là hạ long b và như vậy là tôi đã thiết lập xong bây giờ tôi sẽ bấm một chữ generate Ok, rồi tôi sẽ thử để cho cái kích thước của nó lên hơi một chút ha. Ví dụ như 1500 đi chẳng hạn. Rồi tôi sẽ bấm generate lại một lần nữa. Tôi sẽ check lại các cái tham số một lần nữa. Control V. All right, go. Rồi Và các bạn có thể nhìn thấy được rằng là Cái chữ của chúng ta đã trở nên tốt hơn đúng không ạ cái Cách nhìn tốt nhất bạn có thể nheo mắt trái lại một chút Thì bạn sẽ nhìn thấy rõ hơn à, Ví dụ như ở đây thì tôi đã nói là bạn có thể thử nghiệm Với các chỉ số control weight Ví dụ như tôi sẽ để là 1.8 đi nhá Rồi sau đó tôi sẽ bấm vào generate Ok, và đây là kết quả của chúng ta. À, tôi cảm giác được rằng là cái chữ thì các bạn sẽ thấy được rằng là nó sẽ rõ nét hơn rất là nhiều, đúng không ạ? Chỉ bằng cách đó là chúng ta điều khiển cái chỉ số Control Weight. Và tương tự như vậy thì bạn cũng có thể làm với, thay vì chữ, bạn cũng có thể đưa hình ảnh vào đây. Thì bạn cần phải nhớ hình ảnh hay chữ của bạn cũng đều cần phải, đó chính là có được một cái nhân vật chính. Thì nó cần phải là rất là rõ ràng trên một cái nền đen, đúng không ạ? Nó phải phân biệt được, thì như vậy thì nó mới có thể tạo được hình ảnh hiệu quả và trong video ngày hôm nay tôi đã hướng dẫn bạn cách để có thể tạo được hình ẩn trong hình hoặc là chữ ẩn trong hình ở trong stable diffusion và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo